Thì họ khổ thật mà, với bao nhiêu ấm ức tủi hờn, để lát mình kể cho mọi người nghe về gia đình này nha. Còn bây giờ anh em mình mang thêm một tạ cám ngô hỗ trợ thêm cho gia đình cợ. Mồng chê. Và đây là nhân vật chính, một trường hợp đặc biệt sẽ truyền động lực cho các bạn ế lâu năm. Gia đình này nghèo nhất xã, có thể mọi người thấy nhà xây sẽ không tin, nhưng thực ra nhà này được vận động quỹ vì người nghèo xây tặng cho đó. Chứ trước kia không có nổi một chỗ để ở. Anh Dơ mặc dù là trụ cột gia đình nhưng bị câm điếc bẩm sinh và đầu óc cũng không bình thường. Còn chị vợ cũng không được nhanh nhẹn như những người khác, thành ra cuộc sống khốn khổ thật nha. Ngày đó để lấy được vợ thì anh Dơ phải đi xe đạp 50 cây số rồi bắt vợ về. Còn chị vợ đến giờ cũng không nhớ nhà bố mẹ ở đâu. Nên khi tụi mình tới hỏi thăm ấy thì tủi thân khóc nức nở. Hiện tại gia đình anh Dơ không có khả năng tự nuôi sống nên được nhà nước hỗ trợ tiền sinh sống hàng tháng. Và tụi mình cũng không tặng cho con giống được nên sẽ gửi tiền cho anh trai ruột của anh Dơ để mua thức ăn vật dụng hàng ngày cho gia đình.